vẫn còn xúc kép mà xúc kép nó đẹp này, bán nhanh lắm, bán rẻ nữa. Xúc kép V3 này nhìn nó như mới ấy. Phát của V3 đặc trưng. Làm video luôn, tháo ra làm video luôn. Tiện. Bán luôn cái đồ này bán nhanh lắm. Nó vào quần thì bởi vì nhiều người ta tìm nhưng mà đôi khi là chưa tìm được cái chỗ hàng nó vừa giá rẻ vừa hàng xịn. Nhưng qua 3-4 hôm bán được khoảng độ 7-8 đôi như này. 7-8 đôi nó vào quần nó lên nhanh lắm. 7-8 cân. Ừ. Cái này à? Cái này là bán theo bon theo loa chứ không bán theo cân. Nếu bán theo cân thì này bán kiểu khác. Bán theo cân thì người ta này sẽ này cho thêm đá thêm sỏi nha. Ok, nó xịn nha anh em nha. Ok, dư ngon. Con này thì rất là khỏe, anh em có thể chơi thoải mái, đánh đấy vụt căng đét và máy lạnh te. Chơi con xúc ép 2 bát 50 từ 22 cùng 100 này đánh rất là thích. Thùng bỏ bát biết như mới luôn. Giá thành đầu tư thì lại cực kỳ hợp lý. Với đôi xúc ép này thì trên thị trường đang bán tầm 24-25 triệu. Như anh Phương đang bán cho bác với giá 21.500.000 đồng cho cặp xúc này. 21.500.000 đồng các bác nhé. Và giá này là giá tại cửa hàng, không bao ship các bác nhé. Thùng vỏ đây, đố các bác tìm được cái lò súp nào nó đẹp thế này. Thùng vỏ gỗ cho anh em đi sự kiện nhé. Đấy, hàng bao zin mét từ trong ra ngoài. Các bác nhìn này, mặc dù nó là súp kép, là những sản phẩm mà chịu va đập và chịu quăng quật, nhưng mà với hàng nhà anh Phương tuyển kỹ, cho nên là chất lượng của nó quá đẹp luôn, gần như mới luôn này. Đấy, anh em là có nhu cầu đầu tư thì alo cho em. Con súp này có giá 21.500.000 đồng tại cửa hàng. Con đầy này hiện tại đang có giá là 12 triệu một con. Đấy, một đôi loa như thế này nhà em đang bán cho các bác với giá là 52 triệu đồng tại cửa hàng. 52 triệu đôi 4732A, giá chưa từng có luôn các bác. Hàng bao zin bao xịn, anh em nào nhu cầu đầu tư thì alo cho em nhé các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.
Boss, lăn sạch khô thoáng, tỏa sáng đúng chất bóng.